Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ tư ngày 16 tháng 11 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và trong chương trình thời sự hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức phiên giải trình quá trình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và sử dụng đất để thực hiện dự án theo quy định và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về thu hồi đất thực hiện dự án giai đoạn 2016-2021. Đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm, ngành giao thông vận tải. Tôn vinh giáo viên tiêu biểu nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật bảo vệ môi trường. Sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức phiên giải trình quá trình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và sử dụng đất để thực hiện dự án theo quy định đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất tại nghị quyết của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 của tỉnh Hưng Yên. Việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về thu hồi đất thực hiện dự án giai đoạn 2016-2021. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh. Phiên giải trình nhằm làm rõ nhiệm vụ của cơ quan đơn vị địa phương đối với những tồn tại hạn chế trong quá trình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và sử dụng đất để thực hiện các dự án, trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp thiết thực, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để sử dụng đất có hiệu quả trong giai đoạn tiếp theo. Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân tỉnh, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện được duyệt trở thành hành lang pháp lý, cơ sở quan trọng để các ngành lĩnh vực địa phương thực hiện các dự án đầu tư, thực hiện công tác giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện công tác thanh tra kiểm tra. Từ đó góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh Hưng Yên. Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và danh mục dự án cần thu hồi đất, danh mục dự án sử dụng đất trồng lúa còn những khó khăn vướng mắc tồn tại. Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Xuân Tiến, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã chất vấn làm rõ thêm vai trò, trách nhiệm, giải pháp của các sở ngành có liên quan với các nội dung như nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan đơn vị địa phương trong thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tiến độ xây dựng kế hoạch sử dụng đất 5 năm cấp tỉnh, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030, phương án phân bổ chi tiêu quy hoạch sử dụng đất cho các huyện, thị xã, thành phố, nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan đơn vị địa phương đối với những tồn tại hạn chế trong việc thực hiện các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với những công trình dự án chuyển tiếp quá 3 năm. Các sở ngành Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban quản lý khu công nghiệp đã trả lời các ý kiến chất vấn của các đại biểu và lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố, làm rõ thêm vai trò, trách nhiệm và các giải pháp đối với quá trình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và sử dụng đất để thực hiện dự án. Quy hoạch sử dụng đất của chúng ta đến năm 2013 thì mới được cơ quan cấp trên, có nghĩa là Chính phủ phê duyệt. Và quá trình triển khai thì đến 2015 thì cũng bắt đầu triển khai về điều chỉnh cái quy hoạch sử dụng đất. Và cho đến năm 2018 thì chúng ta mới được lại phê duyệt cái điều chỉnh. Như vậy thì những cái thời gian phê duyệt chậm như vậy thì cái thời gian để dưới cấp huyện và cấp tỉnh để thực hiện những cái dự án và triển khai các cái dự án này thì nó có quá trình rất là ngắn. Nên do vậy mà quá trình tổ chức thực hiện ở dưới cơ sở cũng là gặp rất nhiều khó khăn. Thế và đồng thời thì đối với cái quy hoạch sử dụng đất của chúng ta lại còn liên quan đến các quy hoạch khác như quy hoạch của các ngành như giao thông hay là nông nghiệp hoặc là công thương. Đối với luật đất đai thì cũng có rất nhiều các mâu thuẫn đối với các luật trong quá trình tổ chức thực hiện như cái việc giao đất cho thuê đất thì là chúng ta trong thời gian qua là rất nhiều những bất cập và trong quá trình triển khai để thực hiện các dự án là gặp rất nhiều khó khăn. Quy định về cái năng lực kinh nghiệm thực sự với dự án nhà ở, dự án phát triển đô thị đấy, có quy mô đấy, rồi thời gian thực hiện dự án dài thì đòi hỏi cái kinh nghiệm ở trong này từ cái quản lý thực hiện dự án đầu tư, kinh doanh bất động sản phải có kinh nghiệm. Tôi nói đơn cử như là cái việc quản lý thực hiện dự án đầu tư rồi là khi triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng chẳng hạn. Nếu mà nhà đầu tư có kinh nghiệm
thì nó sẽ không mắc mớ và có năng lực tài chính thực sự. Đấy. Với Dream City 450 hectare thì người ta giải phóng mặt bằng trong vòng có chưa đầy một năm. Nhưng mà tại sao có những dự án hàng chục năm nay 2-3 hectare thôi vẫn cứ bị mắc? Thế thì bây giờ rõ ràng đấy là cái năng lực kinh nghiệm của các nhà đầu tư mà chúng ta phải trong cái quá trình tiếp nhận và lựa chọn các nhà đầu tư về cái tổ chức quản lý giám sát đầu tư đấy, thì báo cáo chính là sẽ thực hiện nghiêm về cái để Ủy ban tỉnh phải chỉ đạo để với ngành kế hoạch đầu tư đấy là thực hiện nghiêm cái việc giám sát thực hiện đầu tư, giám sát đánh giá đầu tư của các dự án, chứ cũng không thể để buông mà đến 5-7 năm hoặc vài 3 năm mà chúng ta cũng không làm được. Kết luận phiên giải trình, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khẳng định phiên giải trình để Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các sở ban ngành địa phương cùng nhìn nhận lại vấn đề còn hạn chế, bất cập cho công tác thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh để từ đó thống nhất lại phương án giải quyết hiệu quả những khó khăn vướng mắc nhằm giữ vững kỷ cương pháp luật trong lĩnh vực đất đai của tỉnh trên cơ sở các nội dung chất vấn của đại biểu và nội dung giải trình đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành địa phương để thống nhất giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế. Ủy ban nhân dân tỉnh cần chỉ đạo thực hiện rút kinh nghiệm và yêu cầu các ngành các cấp và triển khai giải pháp hữu hiệu nhất để thực hiện trong thời kỳ quy hoạch đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất đến 2025. Thì từ những cái tồn tại mà chúng ta thấy chỉ ra trong 2 nhiệm kỳ vừa qua thì đề nghị là chúng ta vừa năm nay thì chúng ta thực hiện cả luật quy hoạch. Thứ hai là cũng đang sửa đổi luật đất đai nữa, thì chúng ta đề nghị là chúng tranh thủ để chúng ta là tổ chức thực hiện tốt cái kế hoạch sử dụng đất của chúng ta đến năm 2025 trước khi luật đất đai mới có hiệu lực. Cái này thì chúng ta phải tổ chức khẩn trương. Thế và cụ thể thì đề nghị là chúng ta phải điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp, cụm công nghiệp và quy hoạch sử dụng đất theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ là quyết định số 326 ngày 9 tháng 3 năm 2022 và thực hiện cập nhật và quy hoạch của tỉnh, xây dựng kế hoạch sử dụng đất 5 năm cấp tỉnh đảm bảo khả thi và hiệu quả. Thế và đề nghị các đồng chí là điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến 2030 đảm bảo cân đối phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương. Ở đây thì chúng ta còn đảm bảo cái phù hợp quy hoạch chung của tỉnh nữa. Thì trong đó có quy hoạch các vùng, các huyện, liên huyện, rồi các cụm khu đô thị, cụm khu công nghiệp, đấy, khu dân cư, khu đô thị, rồi đất quốc phòng, đấy, đất giao thông, đất hạ tầng khác. Và tăng cường chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, tạo thuận lợi để dự án được giao đất và chuyển mục đích sử dụng đất đảm bảo thời gian theo quy định của luật định, nhất là các dự án gặp vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và cơ chế chính sách về đất đai. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành có liên quan cần tham mưu kịp thời việc đưa các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được Chính phủ phân bổ cho tỉnh Hưng Yên vào quy hoạch tỉnh xây dựng kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2021-2025 đảm bảo hiệu quả và khả thi, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030 phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với lĩnh vực chuyên ngành được phụ trách, tháo gỡ khó khăn cho công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ và thủ tục bàn giao đất, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc chỉ đạo thực hiện công tác đăng ký các công trình dự án mới, đề nghị đưa vào danh mục thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đảm bảo khả thi và đúng quy định, tăng cường xử lý vi phạm đất đai theo kế hoạch 93A công khai, minh bạch trong quản lý sử dụng đất cũng như công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất. Chiều nay, Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến phiên họp lần thứ 3 Ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên. Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải tính đến thời điểm hiện nay như đường Hồ Chí Minh, các dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, Bến Lức Long Thành, Khánh Hòa, Buôn Ma Thuột, Biên Hòa, Vũng Tàu, Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng, vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam, các tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành. Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có dự án thành phần 1.2, 2.2 dài trên 19 km thuộc dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Đến nay, các công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi đã được thực hiện. Lựa chọn xong, nhà thầu tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Về công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, Sở Giao thông Vận tải đã hoàn thành công tác cắm mốc giải phóng mặt bằng tuyến đường vành đai 4, các huyện Khoái Châu, Văn Lâm hoàn thành trích lục bản đồ địa chính, các huyện Văn Giang, Yên Mỹ dự kiến hoàn thành trước ngày 18 tháng 11 để tổ chức các bước giải phóng mặt bằng. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã giao Ủy ban nhân dân các huyện chịu trách nhiệm toàn diện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn mình. Các huyện có dự án đi qua cũng đã và đang rà soát nhu cầu bố trí tái định cư, quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất để làm căn cứ thực hiện các thủ tục chuyển đổi đất theo quy định. Chiều nay, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị công bố các quyết định khen thưởng, tuyên dương nhà giáo tiêu biểu năm học 2021-2022 nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2022. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự và chúc mừng các thầy cô giáo, đồng thời giao nhiệm vụ cho ngành giáo dục và đào tạo tỉnh. Cùng dự có đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Cô giáo Nguyễn Thị Minh Thắm, trường tiểu học Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, dù đã 55 tuổi nhưng vẫn ứng dụng công nghệ thông tin và nhiều phương pháp dạy học mới, tham gia giảng dạy các khối lớp thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, đảm nhiệm vị trí chủ tịch công đoàn nhà trường và được bầu là đại biểu Hội đồng Nhân dân phường hai nhiệm kỳ liên tiếp. Từ nhiều năm nay, trong các tiết học của cô giáo Hoàng Thị Hương, trường Trung học phổ thông huyện Tiên Lữ, không có cảnh truyền thụ kiến thức một chiều. Học sinh là trung tâm của hoạt động giáo dục, giáo viên chỉ là người đồng hành, gợi mở vấn đề. Những năm qua, cô Hương luôn nằm trong đội ngũ giáo viên cốt cán của tỉnh, được Sở Giáo dục và Đào tạo lựa chọn vào ban giám khảo hoặc ban ra đề thi các cuộc thi học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi. Đây là hai trong số 79 giáo viên được vinh danh nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2022. Họ là điển hình cho sự tận tụy, tâm huyết đối với sự nghiệp giáo dục, đã được lựa chọn giới thiệu từ gần 18.000 cán bộ quản lý, giáo viên tại 10 huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo với những đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành giáo dục trong năm học 2021-2022. Có 4 giáo viên được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen, 10 giáo viên được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khen thưởng, hơn 60 giáo viên được Sở Giáo dục và Đào tạo khen thưởng. Cũng tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao huân chương lao động hạng 3 cho Trường Trung học phổ thông chuyên Hưng Yên, cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Tôi cảm thấy rất là xúc động và cũng thấy cảm thấy là thật sự vinh dự khi được vinh danh tại hội nghị ngày hôm nay. Và tôi thấy là mình cần phải phấn đấu nhiều hơn nữa, cống hiến nhiều hơn nữa để xứng đáng đứng trong hàng ngũ giáo viên. Đấy chính là cái nguồn động lực để chúng tôi thắp thêm cái tình yêu nghề và chủ công nghệ thông tin, công nghệ dạy học, tiếp cận những cái phương pháp dạy học hiện đại, phương pháp dạy học mới để làm sao mà hoàn thành cái chương trình phổ thông tổng thể, để không phải là cái chương trình chỉ truyền thụ tri thức cho học sinh mà chỉ còn phát triển cho học sinh những năng lực phẩm chất cần có trong cái thời đại mới. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng gửi lời chúc mừng, tri ân đến các thầy cô giáo nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đồng chí khẳng định, ngành giáo dục không ngừng phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục khó khăn, tiếp tục đổi mới để phát triển, góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh, nhất là sau khi tái lập tỉnh. Kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của các thầy giáo, cô giáo. Đồng chí cũng nhấn mạnh, bao thế hệ nhà giáo đã góp sức xây dựng, làm giàu đẹp truyền thống của quê hương văn hiến. Các thế hệ nhà giáo hôm nay phải tiếp tục trau dồi kiến thức, rèn luyện đạo đức, kế thừa và phát huy, xây dựng nền giáo dục hiện đại, đổi mới theo đúng tinh thần của các nghị quyết, chương trình hành động của Trung ương, của tỉnh và của ngành giáo dục. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị ngành giáo dục và đào tạo phải đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát hiện ra thêm nhiều hạt nhân tiêu biểu là các thầy giáo, cô giáo. Khu dân cư thôn Hạ Đồng, xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ vừa tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và ngày hội văn hóa quân dân và quyết định công nhận đạt khu dân cư kiểu mẫu. Thời gian qua, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư thôn Hạ Đồng đã làm tốt công tác tập hợp, củng cố phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Khu dân cư thôn Hạ Đồng hiện có 167 hộ với gần 600 nhân khẩu, trong đó 158 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa đạt 95%, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1%, trong thôn đã có 22 mô hình phát triển kinh tế. Phong trào khuyến học khuyến tài được đặc biệt quan tâm, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi, nhân dân trong thôn đã đoàn kết tự nguyện đóng góp xây dựng nhiều công trình phúc lợi ở địa phương với số tiền hàng tỷ đồng. Tại ngày hội,
thôn Hạ Đồng đã được nhận bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước năm 2022. Nhân dịp này, thôn đã được Ủy ban Nhân dân huyện Phù Cử trao quyết định công nhận khu dân cư kiểu mẫu. Thưa quý vị và các bạn, nhờ linh hoạt trong sản xuất, đặc biệt là sản xuất các đơn hàng mới, cùng sự năng động, nỗ lực của lãnh đạo công ty, nên một số doanh nghiệp gia công hàng dệt may đã có được những đơn hàng ổn định trong thời điểm khó khăn của ngành may hiện nay, qua đó đảm bảo được mức tăng trưởng, việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Từ tháng 9 năm nay, công ty cổ phần Tiên Hưng gia công thêm một số đơn hàng mới, đó là các mặt hàng để phục vụ thị trường nội địa của Hàn Quốc. Trước đây, các thiết bị phụ kiện và đặc biệt là đội ngũ kỹ thuật công nhân chủ yếu sản xuất hàng xuất khẩu sang thị trường châu Âu và Mỹ. Lúc đầu, lãnh đạo và đội ngũ công nhân còn khá bỡ ngỡ, bởi trước đây quen làm hàng rocket truyền thống, nay phải làm các đơn hàng mới, chất liệu vải cũng khác trước. Nhận một cái mã hàng mới là anh em chúng tôi là phải họp trước khi đưa vào sản xuất, là nghiên cứu những cái mã hàng, kết cấu sản phẩm phức tạp, máy chế thử trước. Các anh em sửa máy, chuẩn bị tất cả những cái thiết bị cho mã hàng mới này thì khách hàng luôn đi trên thuyền. Có gì là anh em chúng tôi chỉnh ngay trên thuyền sản xuất. Giữa năm 2022, công ty may Thiên Sơn bắt đầu chuyển sang gia công một số đơn hàng dệt thoi cho các hãng thời trang trong nước như Jody và Owen. Việc đầu tư thêm một số máy móc đã tốn kém, song quan trọng là năng suất những tháng đầu thường thấp hơn rất nhiều trước đó. Nguyên nhân là do người lao động phải mất thời gian tiếp cận với việc gia công sản phẩm mới. Khi chuyển đổi các đơn hàng mới này thì công ty cũng phải tuyển thêm các đội ngũ kỹ thuật ngành nghề, bố trí các công nhân có trình độ tay nghề kỹ thuật cao, đầu tư thêm máy móc trang thiết bị mới để phục vụ cái đơn hàng tốt nhất đáp ứng cái nhu cầu thị trường. Mục tiêu là để đảm bảo giờ làm cho công nhân, ổn định thu nhập của người lao động. Dự báo thời điểm đầu năm 2023 sẽ rất khó khăn cho các doanh nghiệp may ký được các đơn hàng gia công mới. Nguyên nhân chính vẫn là do lạm phát cùng một số thị trường dẫn đến sức mua bị giảm. Điều này cũng đã từng xảy ra ở năm 2008 khi nền kinh tế thế giới bị ảnh hưởng bởi lạm phát. Theo lãnh đạo các doanh nghiệp may lớn, thì đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp gia công may phải tự đổi mới để phát triển. Dòng hàng thì kim hiện giờ đang suy giảm, nhưng mà dòng hàng về công sở, rồi các cái hàng về jacket, outerwear vẫn phát triển tốt. Như vậy, cái thị trường thì có thể giảm dòng hàng này nhưng mà lại ổn định hoặc là tăng trưởng dòng hàng khác. Thì trong cái bối cảnh đó nó cần cái sự linh hoạt rất là nhiều. Và như vậy, những cái mô hình của các cái doanh nghiệp mà đảm đương được cái sự linh hoạt này trong sản xuất chắc chắn là sẽ có được những cái kết quả tốt. Linh hoạt trong sản xuất đòi hỏi sự cố gắng của lãnh đạo doanh nghiệp và người lao động để vừa đảm bảo tăng trưởng, ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động. Đây đang là những thách thức đặt ra với các doanh nghiệp may trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ kịp thời và hiệu quả các nhà đầu tư, mà Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên còn tích cực phổ biến, tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường để doanh nghiệp nắm vững và thực hiện. Đây là hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường do Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tổ chức. Ngay từ đầu tờ, hội trường 200 ghế đã kín chỗ ngồi, cho thấy sự quan tâm của các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đối với việc tổ chức thực thi luật bảo vệ môi trường trong các doanh nghiệp. Hội nghị đã giúp cho tôi hiểu được các vấn đề về an toàn môi trường, giúp tôi về để trao đổi lại với mọi người ở công ty, giúp cho công ty cũng như là các khu công nghiệp đấy phát triển hơn, sạch sẽ, an toàn. Tại hội nghị, các doanh nghiệp đã được lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, vụ chính sách, pháp chế và thanh tra, Tổng cục Môi trường trực tiếp phổ biến và phân tích những điểm mới của luật bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 08 năm 2022 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường và thông tư số 02 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường. Các chuyên gia đã giải đáp các thắc mắc từ doanh nghiệp về những điểm mới trong quản lý chất thải rắn, phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường, quan trắc, trách nhiệm bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh. Tôi đã tham dự rất là nhiều những cái buổi tuyên truyền như này được tổ chức từ Ban Quản lý.
thì tôi thấy là những cái buổi tuyên truyền như này rất là hữu ích. Tôi được nắm rõ hơn, chi tiết hơn và được giải đáp những thắc mắc để tôi về tham mưu cho lãnh đạo để quản lý môi trường trong khu công nghiệp được tốt hơn ạ. Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã rà soát, tổ chức kiểm tra, giám sát đối với trên 31 dự án trong các khu công nghiệp, phối hợp với các cơ quan liên quan, kiểm tra đối với 26 doanh nghiệp, phát hiện 15 doanh nghiệp có hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, xử phạt hành chính tổng số tiền trên 2 tỷ đồng, góp phần đưa hoạt động bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp đi vào nề nếp. Với phương châm đồng hành phục vụ doanh nghiệp, hoạt động này đã góp phần thực hiện quan điểm không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế của tỉnh Hưng Yên trong tiến trình thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội. Chiều qua, Ban chỉ đạo diễn tập phương án chữa cháy tìm kiếm cứu nạn cứu hộ tại khu đô thị thương mại du lịch Văn Giang tổ chức tổng duyệt diễn tập phương án chữa cháy tìm kiếm cứu nạn cứu hộ tại khu đô thị thương mại du lịch Văn Giang. Tình huống giả định vào hồi 10 giờ ngày 18 tháng 11 năm 2022 xảy ra cháy tại khu vực tầng hầm khu căn hộ Vịnh Thủy Aqua Bay. Đây là nhà chung cư cao cấp kết hợp kinh doanh dịch vụ thương mại cao 33 tầng. Bên trong khu vực tầng hầm có nhiều chất dễ cháy như xăng dầu nhựa. Do tác động của ngọn lửa, nhiệt độ cao, khói, khí độc và đám cháy phát triển nhanh khiến nhiều người bị thương và mắc kẹt. Tại buổi tổng duyệt, hơn 600 cán bộ chiến sĩ, nhân viên của các đơn vị trên địa bàn tỉnh và công an thành phố Hà Nội cùng nhiều phương tiện thiết bị chuyên dụng phục vụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đã được huy động để tham gia diễn tập. Cuộc diễn tập diễn ra theo kịch bản gồm 4 giai đoạn. Công tác tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ ban đầu của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, huy động lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh và các đơn vị chức năng trên địa bàn huyện Văn Giang tham gia phối hợp, huy động các đơn vị thuộc công an tỉnh tham gia phối hợp cứu người, cứu tài sản, chữa cháy, triển khai công tác cứu người, cứu tài sản, chữa cháy của các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hà Nội chi viện tham gia phối hợp chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, dập tắt đám cháy. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo diễn tập, cơ bản các lực lượng tham gia đã bám sát kịch bản, tình huống giả định, thực hiện tốt yêu cầu của Ban chỉ đạo diễn tập. Sau buổi tổng duyệt, Công an tỉnh ra soát lại toàn bộ kế hoạch kịch bản, các lực lượng tham gia diễn tập hoàn thiện và ra soát lại các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị để buổi diễn tập chính thức vào ngày 18 tháng 11 tới diễn ra thành công, đáp ứng mục đích yêu cầu đề ra.